Rồi, xin chào bạn. Gửi các bạn video cuối cùng sản phẩm HP Envy X360 Convertible phiên bản mới nhất thuộc dòng Envy của HP. Sở hữu chip Core 7 thế hệ 11. Và bây giờ mình sẽ cùng khám phá sản phẩm và giới thiệu sản phẩm này. Trước khi khui thùng thì mình cũng nói lại một chút về cái tình trạng sản phẩm cũng như là cái cam kết sản phẩm laptop Hà Lạp bán ra. Tất cả sản phẩm bán ra tại Hà Lạp như sản phẩm HP này, bên mình đều cam kết là hàng mới 100%, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và nguyên tem khách hàng sẽ được tự tay khui thùng, đó. Là tem từ HP như vậy, đó. Đầy đủ giấy tờ hải quan, kiểm định chất lượng, hợp trần hợp quy để cung cấp cho các dự án doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Và thứ ba là các bạn có thể check thông tin cấu hình, xuất xứ sản phẩm. Hỗ trợ ở trên support của hãng thông qua số serial number. Và cái serial number phải đồng nhất ở 4 vị trí: hộp, sau máy, BIOS và trên trang chủ của hãng. Đó là những cái thông tin mà mình vẫn luôn cam kết về sản phẩm. Rồi, quay lại với sản phẩm. Sản phẩm này thì có một số điểm đặc biệt là màn OLED. Là màn có chất lượng cực kỳ tốt. Và thiết kế gập 2:1, xoay 360 độ. Màn hình có cảm ứng. Và thiết kế có một cái màu rất là cao cấp, Pet Gold. Mình sẽ khui ra và sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về sản phẩm. Sản phẩm này đang thuộc cái chương trình ưu đãi hàng Black Friday về đợt này của bên mình. Giá cực kỳ tốt. Các bạn có thể tham khảo tại website halab.com. Đây, tổng quan về sản phẩm HP Envy X360 Convertible từ thương hiệu HP. Một dòng sản phẩm xoay gập 2:1. Tổng quan trọng lượng của nó là 1,3 kg, ngang ngửa với dòng XPS của Dell là 1,2, con này 1,3 kg. Và bạn đã thấy được đây là cái màu Space Gold mà mình muốn nhấn mạnh là cực kỳ sang. Đó. Và cái thiết kế của nó là gập 360 độ, có thể dùng ở nhiều cái chế độ khác nhau. Có thể dùng như máy tính bảng. Đó, hoặc là ở chế độ như vậy, dùng cảm ứng, hoặc là chế độ cơ bản của laptop. Rồi, đây, về tổng quan thiết kế thì với xu hướng hiện đại thì tất cả những cái dòng mới đều trang bị với những cái viền màn hình cực kỳ mỏng để giảm tối đa cái kích thước cũng như là cái trọng lượng của sản phẩm. Bàn phím được thiết kế trải dài gần như là tràn bên dưới luôn. Đó, có tích hợp đây, cái vân tay bên HP nó làm hơi dị một chút thì nó sẽ làm một kiểu như dạng một cái phím ở đây. Dell thì nó sẽ tích hợp luôn với nút nguồn. Đó. Rồi, đi qua một chút về cái kết nối thì nó mình sẽ bung ra và các bạn cho các bạn thấy cái chất lượng của màn hình là cái điểm nổi bật nhất của sản phẩm này, là màn hình OLED. Rồi, kết nối. Mình thiết kế quá mỏng, đây là những cái cổng kết nối USB-A này, được thiết kế hạng gàm và lẫy. Đó. Một cái cắm thẻ nhớ microSD. Và bên đây có một cái cổng USB-C Thunderbolt 4. Đó, và vẫn còn có một USB-A nữa. Và rất cắm tai nghe. Đó. Chất liệu hoàn thiện của sản phẩm này là thiết kế hợp kim, vỏ nhôm. Và cấu hình cơ bản của sản phẩm này nguyên bản là Core 7 thế hệ 11, RAM 8GB on main và SSD là 512GB, màn hình là 16:9, độ phân giải là Full HD và là tấm nền là chất lượng màn hình là màn hình OLED với độ phủ màu là 100% DCI P3. Đó. Đó, với những anh em làm ảnh hoặc là thiết kế, đây là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời với chất lượng hình ảnh hiển thị cực kỳ chuẩn. Rồi mình sẽ bung win ra và sẽ cho các bạn xem cái chất lượng hình ảnh của sản phẩm này tuyệt vời đến mức nào. Chất.